Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là ốp dự phòng, ốp lốp dự phòng và bọc lốp dự phòng của dòng xe Mitsubishi Jolly. Thì nó che trên cái lốp dự phòng nằm trên phía chỗ cốp sau, chỗ cái cốp sau hoặc là trên chỗ cánh cửa sau đấy của dòng xe Mitsubishi Jolly. Tránh cái này nó sẽ tránh được trời mưa, trời nắng và nó hạn làm giữ cho cái độ bền cho cái lốp dự phòng của dòng xe Mitsubishi Jolly. Đấy là công dụng thứ nhất. Và công dụng thứ hai là nó làm tăng cái tính thẩm mỹ. Các bạn nhìn cái lốp mà để ở trên cái cánh cửa hậu ở trên cái cốp sau rất là xấu, đúng không? Ốp một cái lốp rồi lên nhìn con xe khác biệt ngay. Khác biệt ngay mà nhìn nó đẹp ngay, nhìn nó long lanh ngay. Thì đây là ốp lốp dự phòng, bọc hơi bở là bọc lốp dự phòng, chất liệu được làm bằng nhựa. Chất liệu được làm bằng nhựa. Đấy. Và phía đằng sau này nó ốp vào trong xe thì các bạn nhìn này, nó ốp được ốp bằng da, các bạn nhìn đây có một lớp da chúng ta xung quanh ốp lớp da. Đấy. Ốp cái này lớp da nó có vẻ sẽ bó vào của dòng xe Mitsubishi Jolly. Bây hiện nay thì cái này giờ nó chỉ còn hàng tháo xe thôi. Hàng xịn, hàng tất cả đây nó hàng tháo xe được. Con Jolly này thì từ năm 2004 đến 2005 thì hiện nay là nó không sản xuất mới nữa, nên nó chỉ còn cái hàng tháo xe thôi. Đấy. Cái chất liệu được làm bằng nhựa các bạn nhé. Cái này được làm bằng nhựa. Đấy, thì khi về thì các bạn cần đẹp thì chúng ta sơn lại một chút là long lanh ngay. Các bạn đẹp sơn lại một tí là các bạn bảo các bạn nhìn yêu luôn, nhìn mê ngay. Đấy, thì sản phẩm được trực tiếp phân phối bởi phụ tùng Mitsubishi An Việt. Như vậy anh em mà cần phải thay thế hoặc sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.